Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học chương trình môn Toán lớp 6, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa, bài 27, hai bài toán về phân số. Rồi ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn Toán lớp 6, sách kết nối, cũng như sách cánh diều, được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi sau khi học bài này thì các em sẽ nắm được, thứ nhất là tìm giá trị phân số của một số cho trước. Cụ thể là thầy giáo ví dụ, các em tìm 2/3 của số 21 thì 2/3 của số 21 bằng bao nhiêu? Muốn tìm 2/3 của số 21 thì các em chỉ việc lấy số 21 này, các em nhân với phân số 2/3, nhân một số nguyên với phân số, ta lấy số nguyên nhân với tử số và giữ nguyên mẫu số. Các em lấy 21 chia 3 trước bằng 7. 7 nhân tiếp với 2 bằng 14. Vậy 2/3 của 21 là 14. Rồi. Thứ hai là các em sẽ biết cách tìm một số, biết giá trị phân số của nó. Ví dụ, tìm một số biết 2/3 của số đó bằng 14. Muốn tìm một số khi biết 2/3 của số đó bằng 14 thì ta lấy 14 chia cho 2/3. Bằng 14 nhân với phân số nghịch đảo của 2/3, tức là nhân với 3/2. Tử số lấy 14 nhân 3. Mẫu số các em giữ nguyên là 2. 14 chia 2 bằng 7. 7 nhân 3 bằng 21. Vậy số đó là số 21. Nói tóm lại, sau khi học xong bài 27 này thì các em sẽ nắm được, thứ nhất là tìm giá trị phân số của một số cho trước. Ví dụ, muốn tìm 2/3 của số 21 thì ta lấy số 21 nhân với 2/3. Được chưa? Thứ hai, tìm một số biết giá trị phân số của nó. Ví dụ, tìm một số biết 2/3 của số đó bằng 14 thì các em chỉ việc lấy số 14 chia cho 2/3. Rồi, tiếp theo, vận dụng hai bài toán trên, các em có thể giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với hai bài toán về phân số. Rồi, cụ thể, các em vào phần bài toán khởi động. Bài toán 1, báo chi tơ, các em quan sát hình 6.2, được coi là động vật chạy nhanh nhất trên trái đất. Tốc độ chạy có thể lên tới 120 km/h. Mặc dù được mệnh danh là chúa tể rừng xanh, nhưng tốc độ chạy tối đa của sư tử chỉ bằng khoảng 2/3 tốc độ chạy tối đa
của báo Cheetah. Vậy tốc độ chạy tối đa của sư tử là bao nhiêu? Rồi các em hình dung bài toán này. Tốc độ chạy của báo Cheetah là 120 km/h. Đúng không? Tốc độ chạy của sư tử khoảng 2/3 tốc độ chạy tối đa của báo Cheetah. Có nghĩa là muốn tìm tốc độ chạy tối đa của sư tử thì các em tìm 2/3 của 120. Muốn tìm 2/3 của 120 thì các em làm thế nào? Các em hình dung này. Số 120 các em chia đều thành 3 phần bằng nhau. Muốn tìm 2/3 của 120 thì trong 3 phần này các em lấy 2 phần. Các em lấy 2 phần. Được chưa? Các em tính xem là 2 phần này nó là bao nhiêu. 3 phần là 120. Vậy 2 phần là bao nhiêu? Đến đây thì các em đã hiểu cách tính chưa? 3 phần là 120. Các em lấy 120, các em chia cho 3, ta được 1 phần. Muốn tìm 2 phần thì các em lấy 1 phần này, các em nhân với 2 thôi. Được chưa? Rồi, phép tính này các em có thể viết theo cách khác. Là 120 nhân với 2/3. Được chưa? Các em viết dưới dạng như thế này để cho chúng ta dễ hình dung. Từ đó các em rút ra cách tổng quát là muốn tìm 2/3 của 120 thì ta lấy 120 nhân với 2/3. Hay nói cách khác là muốn tìm phân số của một số thì ta lấy số đó, ta lấy số đó nhân với phân số. Các em đã hình dung được chưa? Rồi thầy giáo phân tích như thế này cho các em hiểu thôi. Còn khi giải thì chúng ta trình bày ngắn gọn thôi, không cần phải dài dòng. Tốc độ chạy tối đa của sư tử là, được chưa? Nó bằng 2/3 của 120 km/h. Tức là các em tìm 2/3 của 120. Vậy các em chỉ việc lấy 120 nhân với 2/3 thôi. Các em đã hình dung được chưa? Rồi. Số nguyên nhân với phân số. Ta lấy số nguyên nhân với tử. Mẫu số giữ nguyên. Mẫu là 3 để nguyên. Thuận tiện thì các em lấy 120 chia cho 3 bằng 40. 40 nhân tiếp với 2 bằng 80. Tức là 80 km/h. Được chưa? Rồi. Từ đó chúng ta rút ra quy tắc tìm giá trị phân số của một số. Bài toán thứ nhất là tìm giá trị phân số của một số. Muốn tìm m phần n của một số a cho trước thì ta chỉ việc tính a nhân với m phần n. Và các em lưu ý m phải thuộc số tự nhiên. Được chưa? M phải thuộc số tự nhiên. Và n là mẫu. Mẫu thì không thể bằng 0 được. Cho nên mẫu sẽ thuộc số tự nhiên khác 0, tức là thuộc n sao, thuộc tập n sao. Các em đã hình dung được chưa?
Cụ thể ở bài toán trên, muốn tìm 2 phần 3 của 120, ta lấy 120 nhân 2 phần 3. Muốn tìm m phần n của số e, thì ta lấy số e nhân với m phần n. Được chưa? Đây là bài toán thứ nhất. Cụ thể chúng ta vào ví dụ 1. Chiều dài đường chạy marathon là 42.195m. Khi còn cách đích 2 phần 87 đường chạy, một vận động viên thấy bạn gặp sự cố nên đã dìu bạn cùng về đích. Tính chiều dài quãng đường hai bạn cùng nhau về đích. Rồi trước hết là các em hình dung bài toán như sau. Thầy giáo giả sử đây chính là chiều dài đường chạy marathon. Chiều dài này là 42.195m. Khi còn cách đích 2 phần 87 đường chạy, giả sử là chạy đến đây, còn cách đích là 2 phần 87 quãng đường nữa, thì một vận động viên thấy bạn gặp sự cố nên đã dìu bạn cùng về đích. Bài toán yêu cầu các em tính chiều dài quãng đường hai bạn cùng nhau về đích. Tức là các em tính chiều dài quãng đường từ điểm này đến điểm đích. Hay nói cách khác là các em tìm 2 phần 87 của quãng đường. Tức là tìm 2 phần 87 của 42.195m. Xem nó là bao nhiêu mét. Rồi muốn tìm 2 phần 87 của 42.195 thì chúng ta làm thế nào? Muốn tìm phần của số e thì ta lấy số e nhân với m phần n. Muốn tìm 2 phần 87 của 42.195 thì chúng ta lấy 42.195 nhân với 2 phần 87. Rồi chỉ đơn giản như vậy thôi. Cụ thể thì chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Chiều dài quãng đường hai bạn cùng nhau về đích là, các em lấy 42.195 nhân với 2 phần 87. Rồi các em lấy 42.195 nhân 2 được bao nhiêu, sau đó chia cho 87. Các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. À, có đúng là bằng 970m không? Được chưa? Bằng 970m. Tiếp theo các em sang phần luyện tập 1. Câu E. Tính 3 phần 100 của 200. Muốn tìm 3 phần 100 của 200 thì các em làm thế nào? Trước hết các em trả lời 3 phần 100 của 200 là, muốn tìm m phần n của a, ta lấy a nhân m phần n. Muốn tìm 3 phần 100 của 200 thì ta lấy 200 nhân với 3 phần 100. Các em đã hình dung được chưa? Số nguyên nhân với phân số, ta lấy số nguyên nhân với tử số. Rồi mẫu số thì các em để nguyên. Để thuận tiện thì các em lấy 200 chia 100 trước bằng 2. Sau đó lấy 2 nhân 3 bằng 6. Rồi tiếp theo là câu B. 3 phần 4 giờ là bao nhiêu phút? Rồi trước hết là các em phải hiểu 1 giờ bằng bao nhiêu phút? À, 1 giờ bằng 60 phút.
Vậy 3 phần 4 giờ là? Tìm 3 phần 4 của giờ, tức là các em tìm 3 phần 4 của 60 phút. Tìm 3 phần 4 của 60, thì các em lấy 60 nhân với 3 phần 4. Em đã hình dung rồi chưa? Tìm 3 phần 4 của 60. Ta lấy 60 nhân 3 phần 4. Rồi, đến đây em lấy 60 nhân 3. Chia cho 4. Tiếp theo là các em tính như thế nào cho nó nhanh. À, các em lấy 60 chia 4 bằng 15. 15 nhân tiếp với số 3 bằng 45. Tức là 3 phần 4 giờ là 45 phút. Rồi tiếp theo là các em sang bài toán 2. Tìm một số biết giá trị phân số của nó. Trước hết là chúng ta có bài toán 2 này. Nga mua quà biếu ông bà hết 400.000 đồng. Số tiền này bằng 4 phần 5 số tiền Nga tiết kiệm được. Số tiền Nga tiết kiệm được là bao nhiêu? Rồi trước hết là chúng ta phân tích bài toán này. Nga mua quà biếu ông bà hết 400.000 đồng. Số tiền này bằng 4 phần 5 số tiền Nga đã tiết kiệm được. Có nghĩa là số tiền mà Nga đã tiết kiệm được, các em chia đều thành 5 phần bằng nhau, thì 4 phần nó tương ứng với 400.000. Nó tương ứng với 400.000 đồng. Vậy 5 phần này nó là bao nhiêu? Các em đã hình dung được chưa? Số tiền Nga tiết kiệm được nó chính là 5 phần này. Trong đó 4 phần tương ứng với 400.000. Vậy 5 phần là tương ứng với bao nhiêu? Trước hết là các em phải tìm giá trị của một phần đã. 4 phần tương ứng với 400. Vậy 1 phần sẽ là 400 chia 4. 5 phần thì các em lấy 1 phần này các em nhân với 5. Các em đã hình dung ra chưa? Và các em có thể viết phép tính này thành 400 nhân với 400 nhân với 5 phần 4. Hoặc các em có thể viết thành 400 chia cho 4 phần 5. Các em đã hình dung được chưa? 400 nhân 5 phần 4 nó chính là 400 chia cho 4 phần 5. Được chưa? Cụ thể là các em tìm một số khi biết 4 phần 5 của số đó là 400. Cách tìm là các em chỉ việc lấy 400 chia cho 4 phần 5. Các em đã hình dung ra chưa? Rồi, ở trong sách giáo khoa thì người ta có cách giải khác này. Gọi T là số tiền mà Nga tiết kiệm được. Ta biết 4 phần 5 số tiền đó là 400.000 đồng. Nghĩa là 4 phần 5 của T bằng 400.000 đồng. Hay nói cách khác là 4 phần 5 nhân với T bằng 400. Đơn vị là 1.000 đồng. Được chưa? Từ phép tính này, ta thấy 4 phần 5 là thừa số, T là thừa số và 400 là tích. Từ đó muốn tìm T, tức là tìm thừa số, các em lấy tích chia cho thừa số kia. Tức là T sẽ bằng tích là 400 chia cho thừa số kia, tức là chia cho 4 phần 5. Được chưa? Từ đó các em tính được là
Nga đã tiết kiệm được là 400 chia 4 phần 5. 400 chia 4 phần 5 thì ta lấy 400 nhân với 5 phần 4. Sau khi tính thì em tính được kết quả bằng bao nhiêu? Bằng 500.000 đồng. Được chưa? Bằng 500, đơn vị là 1.000 đồng. Từ đó chúng ta có quy tắc muốn tìm một số biết m phần n của số đó bằng b thì ta sẽ lấy b chia cho m phần n. Và các em lưu ý tử số và mẫu số phải thuộc tập n sao, tức là thuộc tập số tự nhiên khác không. Bởi vì sao? Bởi vì phân số này, ở đây các em tìm giá trị thì phân số phải có tử và mẫu là các số nguyên dương. Đồng thời là mẫu số phải khác không. Được chưa? M phần n thì n phải khác không. Chia thì các em phải nhân với phân số nghịch đảo. Nghịch đảo thì m thành mẫu. Đúng không? M thành mẫu, như vậy là m cũng phải khác không. Các em đã hình dung được chưa? Rồi cụ thể thì các em vào phần ví dụ 2. Một chủ xưởng mộc đã vay một khoản tiền để mua nguyên vật liệu mà không bị tính lãi. Một tháng sau khi vay, chủ xưởng đã hoàn trả được một phần khoản vay nên số nợ sau tháng thứ nhất còn 90 triệu đồng và bằng 3 phần 7 số nợ ban đầu. Hỏi người chủ xưởng mộc đã vay bao nhiêu tiền? Các em hình dung bài toán này. Trong bài toán này là chúng ta sẽ tìm số tiền vay ban đầu của chủ xưởng mộc. Biết 3 phần 7 số tiền đó là 90 triệu đồng. Đúng không? Có nghĩa là các em tìm một số khi biết 3 phần 7 của số đó là 90, đơn vị là triệu đồng. Vậy chúng ta có người chủ xưởng đã vay số tiền là 3 phần 7 số nợ ban đầu bằng 90 triệu đồng. Muốn tìm số nợ ban đầu, tức là các em tìm một số khi biết 3 phần 7 của nó bằng 90. Được chưa? Thì cách tìm là các em sẽ lấy 90 chia cho 3 phần 7 thôi. Tìm một số khi biết m phần n của số đó là b thì ta lấy b chia cho m phần n. Cụ thể đây b là 90, m phần n chính là 3 phần 7. Được chưa? Rồi. Tiếp theo là các em sẽ lấy 90 nhân với 7 phần 3 thôi. Các em nhân với phân số nghịch đảo của 3 phần 7. Rồi đến đây các em lấy số nguyên này, nhân với tử này, giữ nguyên mẫu là 3 này. Tính nhanh thì các em lấy 90 chia 3 bằng 30. 30 nhân 7 bằng 210. 210 triệu đồng. Được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang phần luyện tập 2. Tìm một số biết âm 115 là 1 phần 4 của số đó. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là các em tìm một số khi biết 1 phần 4 của số đó là âm 115. Rồi các em dựa vào quy tắc mà các em đã được học ở trên thôi. Muốn tìm một số biết m phần n của số đó là b thì ta lấy b chia cho m phần n. Tìm một số khi biết 1 phần 4 của số đó là âm 115 thì ta lấy âm 115 chia cho 1 phần 4. Được chưa? Số cần tìm là
âm 115 chia cho 1/4. Ta lấy âm 115 nhân với 4/1, kem nhân với phân số nghịch đảo của 1/4. Số nguyên nhân với phân số, ta lấy số nguyên nhân với tử. Mẫu là 1 để nguyên. Được chưa? Âm 115 nhân 4 bằng âm 460. Âm 460 chia 1 thì vẫn bằng âm 460. Các em đã hình dung ra chưa? Vậy số cần tìm là số âm 460. Tiếp theo các em sang phần vận dụng. Trong ngày thứ 6 siêu khuyến mại hàng năm, tiếng Anh là Black Friday, tức là ngày thứ 6 đen tối, Black Friday. Trong ngày thứ 6 siêu khuyến mại hàng năm, 3/4 số mặt hàng trong một siêu thị được giảm giá. Tính ra có khoảng 6.000 mặt hàng được giảm giá trong ngày này. Hãy cho biết siêu thị có khoảng bao nhiêu mặt hàng. Tức là các em tính xem là siêu thị có khoảng bao nhiêu mặt hàng. Biết 3/4 số mặt hàng đó nó bằng 6.000. Các em hiểu chưa? Tính số mặt hàng của siêu thị, biết 3/4 số mặt hàng đó bằng 6.000. Tức là các em tìm một số khi biết 3/4 của số đó bằng 6.000. Cách làm thì các em lấy 6.000 chia cho 3/4. 3/4 của số đó bằng 6.000. Vậy cách làm là các em lấy 6.000 chia cho 3/4. Số mặt hàng của siêu thị có khoảng, ở đây người ta hỏi có khoảng thì các em sẽ trả lời là có khoảng nha. Có khoảng tức là nó trong cái khoảng đấy, nó chưa chính xác. Rồi các em lấy 6.000 chia cho 3/4 thôi, bằng 6.000 nhân với 4/3. Tính nhanh, lấy 6.000 chia 3 bằng 2.000. 2.000 nhân 4 bằng 8.000. Như vậy là có khoảng 8.000 mặt hàng. Các em đã hình dung được chưa? Rồi phần bài tập thì các em có thể theo dõi tiếp ở video sau. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Rồi đừng quên ủng hộ thầy giáo bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video để động viên khích lệ thầy giáo chia sẻ những video hữu ích tiếp theo. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.